Tử vi tuổi Quý Mão 1963, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Mão là những người sống rất ngay thẳng, thật thà, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy trong cuộc sống, họ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Tuổi Mão mệnh Kim là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú. Họ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Trong công việc, tuổi Quý Mão luôn cố gắng, phấn đấu, tập trung cao độ vào mục tiêu, kế hoạch của mình. Họ có khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác. Chính nhờ sự nhanh nhẹn nên dù ở độ tuổi này, tuổi Quý Mão vẫn có sự nghiệp vững vàng. Dù tìm kiếm cơ hội gây dựng lại sự nghiệp vẫn là điều có thể. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Quý Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết lắng nghe, thậm chí chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ có rất ít kẻ thù. Người tuổi Quý Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Tử vi tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu cho rằng vận trình của các bác tuổi Quý Mão 1963 thật sự chưa tốt trên mọi phương diện. Về sự nghiệp, hầu như các bác đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không cần vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc các bác cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện. Quý gia chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những điều đó đều mắc một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn, có phương án dự phòng cụ thể, có từng tình huống có thể xảy ra. Quý âm thủy gặp ất âm mộc nên được gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mão nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách, để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thì Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch
qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho các gia chủ tuổi Quý Mão. Những bác vẫn đang đi làm sẽ gặp được may mắn trong công việc. Cũng cần nhắc nhở các bác rằng, ở tuổi này, quan trọng hơn tất cả là sức khỏe. Hãy gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi, thư giãn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để các bác đầu tư vào một lĩnh vực, nhưng các bác không được mạo hiểm. Cần phải có kế hoạch hợp lý, học hỏi trước. Không đầu tư mù quáng, liều lĩnh, các bác sẽ thành công và gặp may mắn về tài lộc. Tuy nhiên, các bác cần chú ý, tháng này có một người luôn đố kỵ với các bác sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của các bác. Nên cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, thái độ tại nơi làm việc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của các bác tuổi Quý Mão 1963 trong 6 tháng. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của các bác tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 6. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Các bác tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu các bác đầu tư thành công, sự nghiệp của các bác sẽ được phát triển rất nhiều. Cùng với đó là khoản thu lớn, các bác sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Các bác cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà, dẫn đến túng thiếu. Đặc biệt trong thời điểm này, các bác tuổi Quý Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp các bác khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí, bình an cho các bác trong thời gian này. Và về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Quý Mão tháng này không thật sự khởi sắc. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình, luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Các bác nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác đã sống quá nửa cuộc đời, các bác biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng, vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh các bác giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, người dạy con cái. Các bác đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, các bác cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng để mối quan hệ của hai người được tốt đẹp, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Chính vì vậy, trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Quý Mão hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng ngũ huyết long, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt theo năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 6 âm lịch, sức khỏe của các bác tuổi Quý Mão khá tốt.
Tuy nhiên các bác lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Các bác cần có sự sắp xếp, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi 2021, sức khỏe của Quý Mão không có vấn đề gì quá lo ngại. Các bác cần phải chăm sóc cơ thể, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của các bác trong thời gian sau. Các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hay luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Quý Mão sinh năm 1963. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch, để các bác tuổi Quý Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sa chu kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, khởi thành một cụm, xung sửu, hình sửu, hạ tý và tuất, tuổi sửu. Đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Tân Dậu. Thứ hai ngày âm lịch 15 tháng 6, tức ngày 24 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Quý Dậu. Thứ ba ngày âm lịch 27 tháng 6, tức ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Ất Dậu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Quý Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất ngày âm lịch mùng 4 tháng 6, tức ngày 13 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tuất, nạp âm Đại Hải Thủy. Thứ hai ngày âm lịch 16 tháng 6, tức ngày 25 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Giáp Tuất, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba ngày âm lịch 28 tháng 6, tức ngày mùng 6 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Bình Tuất, nạp âm Ốc Thụ Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Quý Mão trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.